Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình là một ngày đẹp trời. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách tôi mò các con vật, đồ vật, hoa quả cho đẹp nhất. Mình sẽ chọn những cái màu sáng và đẹp nhất để mình tô. Tôi mà sao nhá. Các bạn xem video của mình mà thấy video của mình mà hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có nhiều động lực Bây để giờ ra mình sẽ tiếp video hơn tục tô nha. màu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Một con cũng khai tử mình ra rồi. Rồi. Một con nữ cũng khai tử rồi. Hai con khai tử. Hãy
chung một xong nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình là một người đẹp trời. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách tôi mò các con vật, đồ vật, hoa quả cho đẹp nhất. Mình sẽ chọn những cái màu sáng và đẹp nhất để mình tô. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy video của mình mà hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có nhiều động lực để ra video hơn nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục luôn nha các bạn. Đi ra đi. Ngô. Đi ra. Đi ra không? Mấy giờ mà giờ này? 4:30. Ngày 20 phút. Đây. Ngày 20 phút. Vào đi. Vào đi. Cho một xong nha con. Vào đi. Hello,